Chào các bạn, trong video này mình sẽ phân tích về nguyên nhân gốc rễ gây nên nỗi cô đơn trong mỗi người. Trong thời gian vừa qua, mình nhận được khá là nhiều câu hỏi và chia sẻ của độc giả theo dõi Tết Hành Trình An Yên, kênh YouTube và blog Hành Trình An Yên. Thì trong số những chia sẻ đó thì có những bạn có chia sẻ rằng là bạn ấy không còn bạn đời ở bên cạnh và vì thế cảm thấy rất là cô đơn, day dứt và mong được trở về bên gia đình để có thể xoa dịu được nỗi cô đơn và những nỗi buồn trong cuộc sống. Hay là có một độc giả khác có chia sẻ rằng là bạn ấy sống ở nước ngoài và có những thời gian mà cái nỗi cô đơn lại quằn quại day dứt, rất là nhớ nhà, nhớ gia đình và chỉ mong muốn được trở về bên gia đình, người thân. Thì bản thân mình sống ở nước ngoài đã được có lẽ là 8 năm, hơn 8 năm rồi. Và mình cũng có những khoảng thời gian mà chỉ muốn rời bỏ tất cả để về bên gia đình, sống với quê hương, làng xóm, bạn bè mình. Thì tuy nhiên là mình nhận thấy rằng trong quá khứ khi mà mình sống ở Việt Nam, ở gần bên gia đình, ở gần bên bạn bè, có rất là nhiều bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Nhưng cũng có những lúc mà dù là sống giữa những cái mối quan hệ đó, có đầy đủ những cái mối quan hệ thân thiết như gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đó, mình vẫn có những lúc cảm thấy cô đơn quằn quại trong lòng. Rồi là khi kết hôn, sống bên người bạn đời, mình cũng có những lúc mà lại cảm thấy dằn vặt, day dứt trong nỗi cô đơn thấm thía trong lòng mình, một mình chịu đựng. Vậy thì nếu như suy nghĩ thật kỹ, các bạn sẽ thấy rằng là khoảng cách về địa lý không hẳn là nguyên nhân dẫn đến nỗi cô đơn trong lòng. Chúng ta có thể nhìn thấy trên tầng bề mặt là khi mà mình ở một mình, khi mà mình không có người thân ở bên cạnh, không có bạn đời bên cạnh, không có bạn bè thân thiết ở bên cạnh, thì đấy là nguyên nhân dẫn đến cái sự cô đơn của mình. Nhưng nếu như vậy thì có nghĩa là chúng ta chỉ cần có họ ở bên cạnh thôi là chúng ta sẽ cảm thấy hạnh phúc đủ đầy và không bao giờ cảm thấy cô đơn nữa, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như các bạn nghĩ thật kỹ về quá khứ, cái thời gian mà bạn ở bên những người thân đó, ở bên gia đình, cha mẹ hay bạn bè thân thiết đó, hay bạn đời đó, vẫn có những lúc mà các bạn cảm thấy khó chịu, bực bội trong lòng, chỉ muốn rời xa họ để có thể cảm thấy tự do, thoải mái. Hay là có những lúc mà mình cảm thấy họ không có hiểu mình, thì mình vẫn cứ cảm thấy cô đơn làm sao, mình vẫn cảm thấy là mình bị tách biệt, mình không được thấu hiểu, mình cảm thấy vẫn cô đơn, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cần phải nhìn rõ những nguyên nhân thực sự dẫn đến cô đơn, chứ không phải chỉ là những nguyên nhân theo cái sự suy nghĩ logic hay là ở trên tầng bề mặt. Như mình đã nói trong những video trước đây, đó là chúng ta cần phải tìm ra gốc rễ của vấn đề thì chúng ta mới có thể nhổ bỏ được nó. Và như vậy chúng ta mới có thể chuyển hóa được những cảm xúc mà nó đang day dứt quằn quại trong lòng mình. Vậy thì nguyên nhân thực sự, nguyên nhân gốc rễ dẫn đến nỗi cô đơn là gì? Thì các bạn có thể tự trả lời cho mình ba câu hỏi sau đây. Nó sẽ giúp cho các bạn có thể dần dần tự mình nhìn thấy được gốc rễ của vấn đề. Câu hỏi thứ nhất đó là: trong những khoảng thời gian gần đây thì các bạn có cảm thấy thất vọng, bất mãn, không hài lòng về một điều gì đó, hay một người nào đó, hay một hoàn cảnh nào đó, ví dụ như là trong công việc, hay là trong cái mối quan hệ mà các bạn đang có, hay là liên quan đến cái hoàn cảnh sống của mình, nơi mình đang sinh sống, cái môi trường mình đang sống với, có điều gì mà các bạn cảm thấy không hài lòng, cảm thấy thất vọng hoặc là bất mãn về nó hay không? Câu hỏi thứ hai mà các bạn có thể tự đặt ra cho chính mình đó là: trong những khoảng thời gian gần đây, hãy quan sát thật kỹ và hãy thành thật nhìn nhận xem là trong tâm trí của mình, trong đầu mình, có những cái suy nghĩ lặp đi lặp lại về việc mà mình nhận thấy rằng là mình không được yêu thương, cái hoàn cảnh này, những con người này, họ không có công bằng với mình, không có nhìn nhận mình, không có trân trọng cái giá trị của bản thân mình. Vì sao mà những cái vấn đề này nó cứ xảy ra đối với mình? Tại sao cuộc đời lại bất công đến như thế? Rồi những cái người mà mình mong đợi, họ không có quan tâm yêu thương mình được như mình mong muốn. Hãy tự hỏi mình câu hỏi này.
Các bạn có cảm thấy, có nhận thấy những cái suy nghĩ này, những cái suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong thời gian gần đây hay không? Câu hỏi thứ ba mà các bạn có thể tự đặt ra cho chính mình đó là: trong thời gian gần đây, khi mà các bạn giao tiếp với những người thân thiết của mình, ví dụ như là cha mẹ, gia đình hay những người bạn thân, có những điều mà các bạn không có chia sẻ, không muốn chia sẻ với họ, bởi vì một cái suy nghĩ đó là nếu mình có nói ra, nếu mình có chia sẻ thì họ cũng không thể hiểu được, họ cũng sẽ không đồng tình hoặc là không ủng hộ mình, vì vậy nên mình thôi không có muốn nói đến nữa. Các bạn hãy thử quan sát kỹ xem mình có cái suy nghĩ đó và có những cái sự gọi là giấu giếm một phần nào đó mà mình không có muốn chia sẻ với họ hay không. Thì khi mà quan sát thật kỹ thì các bạn sẽ thấy rằng là có thể là các bạn sẽ có cả ba cái vấn đề này, hoặc là có thể là hai trong số ba chẳng hạn. Thì những cái vấn đề này nó thực ra là nguyên nhân dẫn đến cái sự cô đơn này, bởi vì khi đó chúng ta đã tự biệt lập mình, tự tách biệt mình ra khỏi những cái mối quan hệ, ra khỏi một cái tổng hòa của những gì đang tồn tại, hiện hữu trong giây phút hiện tại. Chúng ta bị mất kết nối bởi vì chúng ta chỉ khư khư nhìn vào những cái vấn đề của chính mình, về những cái nỗi thất vọng bất mãn, hay là về cái sự thương thân tiếc phận, cảm thấy mình là một nạn nhân, hoặc là không muốn, không thực sự muốn chia sẻ kết nối với những người thân thiết nhất của mình. Thế thì thực ra những cái vấn đề này, ba cái câu hỏi mà chúng ta vừa đặt ra cho chính mình ấy, thì nó lại có những nguyên nhân dẫn đến những cái vấn đề này, và chúng ta sẽ phải mổ xẻ và giải quyết từng vấn đề để mà có thể nhổ được những cái gốc rễ đó, và từ đó mới có thể chuyển hóa được nỗi cô đơn này. Thì câu hỏi thứ nhất vừa rồi chúng ta có nói đến đó là các bạn có cảm thấy là gần đây chúng ta cảm thấy thất vọng, buồn bã, bất mãn về những cái mối quan hệ mình đang có, hay là trong công việc, hay là trong cái hoàn cảnh, môi trường sống của mình. Thì cái vấn đề này nó lại bắt nguồn từ việc đó là cái hệ lập trình tâm trí của chúng ta, những cái kỳ vọng chúng ta có ở đồng nghiệp, ở bạn đời, ở những cái mối quan hệ mình có, hay là cái sự bất mãn trong cái hoàn cảnh sống mà mình đang có, thì nó liên quan đến cái hệ lập trình tâm trí và cái gọi là cái cơ chế mà bản ngã muốn tự bảo vệ, muốn bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Thì để giải quyết được cái vấn đề này, chúng ta sẽ cần phải thực hành và áp dụng cái phương pháp mà mình đưa ra và đề xuất, đó là phương pháp tự vấn để phá vỡ khung lập trình tâm trí, và phương pháp tự vấn để chuyển hóa cảm xúc thành tâm từ bi. Thì trong video tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sâu vào cái phương pháp này. Thế còn liên quan đến cái câu hỏi thứ hai mà chúng ta đặt ra cho chính mình, đó là gần đây chúng ta có những cái suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại về việc là mình không có được nhìn nhận, không có được quan tâm yêu thương đúng theo cái cách mà mình mong muốn, hay là cái cuộc đời này sao lại bất công đến thế, hoàn cảnh sống của mình sao mà lại khó khăn, sao mà lại nhiều cái vấn đề mệt mỏi đến thế, tại sao mình lại phải chịu đựng những cái vấn đề này. Những suy nghĩ rối ren cứ xoay quanh chính bản thân mình. Mình trở thành một cái nạn nhân của cuộc đời này, nạn nhân của những mối quan hệ, của hoàn cảnh sống. Và đây chính là tầng ý thức nạn nhân của bản ngã. Thì để mà giải quyết được cái vấn đề này, chúng ta sẽ cần phải dẫn dắt mình sử dụng một số cái phương pháp, ví dụ như là phương pháp tự vấn để giúp cho mình nhìn ra bản ngã, nhận biết được bản ngã, để có thể tự mình tách biệt ra khỏi nó một chút. Thì trong một cái video sắp tới, mình cũng sẽ đi sâu vào cái cách thức này hơn. Trong workshop mà mình tổ chức vừa rồi về thanh lọc tâm trí, mình cũng đã nói đến những cái vấn đề này, cái cách thức này. Thì nếu như các bạn đã tham gia vào workshop, các bạn có thể xem lại workshop này trong buổi 1. Có nói kỹ đến cái vấn đề đó là chúng ta sẽ nhận biết bản ngã như thế nào và tách biệt ra khỏi nó như thế nào. Cái vấn đề thứ ba mà chúng ta đã nói đến đó là có phải là gần đây chúng ta
tạo ra một cái khoảng cách, dù chúng ta vẫn liên lạc với người thân, với những người mà mình tin tưởng, yêu thương, nhưng mà chúng ta có những điều mình không muốn chia sẻ với họ, bởi vì mình nghĩ rằng là có chia sẻ họ cũng không có hiểu, không có đồng tình, không có ủng hộ với mình, cho nên là thôi mình không muốn nói đến, không có muốn khi mà nói ra họ lại phản bác, hoặc là họ lại khuyên mình là thôi đừng có theo cái cách thức đó, đừng có làm cái điều đó hay là gì đó. Thế nên là thôi mình giấu nó đi, mình không có nói đến, mình giữ kín cho riêng mình. Thế thì đối với cái vấn đề thứ ba này, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái sự tự nỗ lực trong việc vươn ra hay là kết nối lại với những người chúng ta yêu thương, tin tưởng, nhung nhớ. Thì tuy nhiên là khi mà kết nối với họ, chúng ta sẽ không chỉ là kể hết những cái vấn đề của mình ra, rồi là mình lại cảm thấy bức xúc khi mà họ phản bác với mình, hoặc là họ có kể những vấn đề của họ thì mình lại cảm thấy nặng nề và không muốn lắng nghe vì mình đã có quá nhiều vấn đề rồi. Thế thì cái cách thức ở đây đó là chúng ta sẽ cần phải học và rèn luyện cái phương pháp đó gọi là giao tiếp bằng lòng từ bi. Có nghĩa là chúng ta sẽ học cách để mà giao tiếp hai chiều, đó là lắng nghe và chia sẻ, nhưng mà không có cái sự tiêu cực, không có cái sự mong chờ nhận được một cái điều gì đó, hay là mong chờ người ta sẽ giúp đỡ mình, sẽ đồng tình, sẽ thấu hiểu mình, mà là giao tiếp dựa trên lòng từ bi, thực sự lắng nghe, thực sự thấu hiểu và chia sẻ với họ những vấn đề của mình, như là kể lại một câu chuyện, như là kể lại một cuốn phim, để mong muốn tạo nên một cái không khí tích cực, ấm áp, yêu thương, kết nối giữa hai bên. Thì cái phương pháp gọi là giao tiếp bằng lòng từ bi này mình cũng sẽ phân tích kỹ hơn và có những chỉ dẫn kỹ lưỡng hơn trong một video biệt lập sắp tới. Vậy thì như vậy, mình hy vọng rằng các bạn có thể ngẫm nghĩ thật kỹ về những cái câu hỏi, ba câu hỏi mà mình vừa mới chỉ ra, để nhận biết được rằng là thực ra cái nỗi cô đơn trong chính mình là nó tạo ra bởi ba cái vấn đề đó. Và vì thế chúng ta muốn giải quyết được cái nỗi cô đơn trong lòng, chúng ta sẽ phải giải quyết được từng vấn đề đó thì mới có thể chuyển hóa được cái cảm xúc này. Nếu như các bạn cảm thấy video này có ý nghĩa thì mong rằng các bạn hãy chia sẻ nó, và để trong những cái buổi tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi sâu vào những cái phương pháp cụ thể. Đó là phương pháp tự vấn phá vỡ lập trình tâm trí, phương pháp tự vấn để chuyển hóa những cái cảm xúc tiêu cực thành tâm từ bi, và phương pháp để nhận biết bản ngã và tách biệt ra khỏi nó, và phương pháp giao tiếp dựa trên lòng từ bi. Mình mong rằng sẽ gặp lại các bạn trong những video tiếp theo, và chúc các bạn một buổi tối bình an, và mong rằng những video này có thể giúp ích được cho bạn một chút gì đó, để có thể tìm thấy sự bình an, sự bình tâm trong chính mình. Hẹn gặp lại các bạn.